Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Dũng khí người cầm trịch. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng tham nhũng diễn biến phức tạp từ lâu. Bộ phận không nhỏ suy thoái, biến chất thì Đảng cũng chỉ ra từ lâu. Và Đảng cũng đã rất nhiều lần ban hành nghị quyết, chỉ thị để chấn chỉnh, chỉnh đốn. Nhưng tại sao chỉ đến lúc này, công cuộc này, phong trào này mới thực sự lan tỏa, mới thực sự đạt dần đến kỳ vọng của muôn dân? Cái thiếu ở đây dường như không phải là nghị quyết, chỉ thị. Cái thiếu là một người thủ lĩnh chính trị với vai trò thổi lửa, nhóm lò, cầm trịch thực sự xứng tầm. Cho tới hôm nay, với sự vào cuộc quyết liệt, rốt ráo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng dưới sự dẫn dắt chèo lái của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, phong trào đấu tranh đã mang sắc diện mới cả về quan điểm, phương châm đến hành động. Rõ ràng, thủ lĩnh nào phong trào đó, và một khi phòng chống tham nhũng tiêu cực đã trở thành phong trào, trở thành xu thế thì không ai có thể đứng ngoài cuộc. Còn nhớ khi Đảng ban hành nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, không ít người đã hoài nghi, không tin tưởng nghị quyết này sẽ đem lại điều gì đó khác trước. Nhưng tới nay sự chuyển động của một nghị quyết được dư luận xã hội nói đến như một thương hiệu của lòng tin. Chỉ cần nói Trung ương 4, người dân đều hiểu đó là nghị quyết chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng. Là nghị quyết của công cuộc đốt lò, nhóm củi mà không nhất thiết phải nêu rõ tên đầy đủ của nghị quyết. Thực tiễn cho thấy chống giặc nội xâm luôn khó khăn bởi ranh giới giữa đối tượng xử lý và đồng chí đồng đội, giữa vạch mặt chỉ tên và thân quen. Cánh hầu nhiều khi bện chặt trong đa dạng các mối quan hệ xã hội khó bóc tách. Tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân đó là mầm họa có nguy cơ làm suy sụp một thể chế, làm băng hoại đạo đức con người. Nói về tham nhũng của giới quan trường thì thời nào ở nước nào cũng có, và phòng trừ nó là công việc vô cùng khó khăn. Tham nhũng gắn với những người có chức có quyền, trong điều kiện quyền lực trong tay, nếu bị ma lực đồng tiền điều khiển thì sự công bằng, lẽ phải sẽ bị lụi bại. Hơn 700 năm trước, Trần Hưng Đạo đã cảnh báo 5 điều họa, trong đó tham nhũng lan tràn sẽ làm cho quốc sỉ mất, liêm sỉ tan và quốc gia bại vong. Trong đời sống chính trị, xã hội, ở bất kỳ thời đại lịch sử nào, người dân cũng luôn cần một điểm tựa tinh thần, đó là một vị thủ lĩnh chính trị hội đủ những giá trị chuẩn mực của đức và tài để quy tụ niềm tin, quy tụ sức mạnh cộng đồng, sức mạnh thời đại. Nhiều vị vua quan trong triều đại phong kiến xưa, nếu như người dân kính phục bởi sự anh minh, mẫn tiệp, thì ở mức độ cao hơn, người dân tôn thờ, ngưỡng vọng bởi đức độ, thanh liêm vì muôn dân. Triều đại hưng vong thịnh suy trước hết phụ thuộc vào tài năng lãnh đạo và đức độ của người chèo lái quốc gia, của thủ lĩnh chính trị. Tả tắc vững bền, dân chúng đồng lòng hay không cũng phụ thuộc phần nhiều bởi yếu tố này. Công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước hôm nay với một trong những trọng tâm chống suy thoái, chống tham nhũng, vấn đề cấp bách được Đảng ta xác định, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ, này đang tạo dựng và lan tỏa khí thế niềm tin toàn xã hội, cũng bởi chính thành công đang nói và làm của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, dưới sự dẫn dắt chèo lái của thủ lĩnh chính trị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Để đạt được hiệu quả công cuộc chống tham nhũng hiện nay, người dân tin tưởng và cảm kích trước hình ảnh Tổng Bí thư, người cầm trịch thổi ngọn lửa công cuộc đốt lò nhóm củi, nhất quán giữa nói và làm, giữa chỉ đạo và hành động, thận trọng nhưng kiên quyết, kịp thời nhưng chắc chắn, đảm bảo tính răn đe để giáo dục phòng ngừa. Người cầm trịch chẳng những bài bản trong chỉ đạo, kiên quyết trong hành động, mà chính sự nêu gương hình ảnh cá nhân, một vị thủ lĩnh mực thước, thanh liêm, giản dị đã thực sự tạo dựng điểm tựa tinh thần to lớn trong lòng dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc nhở cán bộ đảng viên rằng vật chất chỉ là phù vân, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Và chính sự nêu gương thanh bạch, giản dị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phong trào học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa giá trị thực tiễn sâu sắc. Giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng năm 2017, trong 6 tác phẩm đoạt giải cao nhất, giải A có một tác phẩm ảnh duy nhất, đó là tác phẩm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tặng quà gia đình thương binh tỉnh Gia Lai của tác giả Lê Chí Dũng. Thông tấn xã Việt Nam,
Một bức ảnh phản ánh lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm bà con ở các địa phương là chuyện thường thấy, nhưng sao bức ảnh nói trên lại có sức lan tỏa và đoạt giải cao như vậy? Đó là câu hỏi mà nhiều người muốn biết. Bức ảnh chụp lại một khoảnh khắc trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Gia Lai, một trong năm tỉnh khu vực Tây Nguyên, ngày 12 tháng 4 năm 2017. Bức ảnh này tôi chụp khi Tổng Bí thư vào thăm gia đình thương binh Đinh Phi, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Tung Ke 2, xã Ayun. Hình ảnh người lãnh đạo cao nhất của Đảng giản dị ngồi trên bậc cửa, nắm tay, tặng quà và ân cần hỏi thăm cuộc sống của thương binh Đinh Phi gây ấn tượng mạnh với bà con địa phương và đoàn công tác bởi sự gần gũi thân thiết gắn bó với người dân. Tác phẩm đã gửi đi thông điệp về sự gắn bó giữa Đảng với dân. Càng gần gũi, càng giản dị, càng chân thành thì dân càng tin Đảng. Anh Lê Chí Dũng chia sẻ, đây chỉ là một trong vô vàn hình ảnh công tác sinh hoạt đời thường của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta, luôn thể hiện phong thái, lối sống mực thước, bình dị, gần gũi với quần chúng nhân dân. Chính điều đó hun đúc giá trị thực tiễn sâu sắc của người thủ lĩnh chính trị trong lãnh đạo, treo lái nước nhà nói chung, trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực nói riêng, dấu ấn thuyền trưởng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến chống giặc nội xâm thuyết phục lòng dân chính bởi hội tụ những yếu tố này. Giữa lời nói và hành động, giữa quan điểm và khí chất, giữa chỉ đạo và nêu gương. Đây cũng là bài học kinh nghiệm sâu sắc của Đảng ta trong việc lựa chọn những người kế tục trèo lái trong các giai đoạn cách mạng, không chỉ trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tu thân, đề gia, trị quốc, bình thiên hạ là 9 chữ cơ bản gói gọn tư tưởng học thuyết của Nho giáo. Một hệ thống đạo đức triết lý và tôn giáo do Khổng Tử phát triển để xây dựng một xã hội thịnh trị. Có điểm chung trong tư tưởng này, đó là dù ở phạm vi nào, gia đình, tề gia hay quốc gia, trị quốc, thì cá nhân người đầu tàu phải thể hiện được tư chất uy tín. Một gia đình để thuận hòa yên ấm thì ông bà bố mẹ phải là những tấm gương cho con cháu. Một quốc gia muốn thịnh trị thì những người cầm trịch phải hội đủ tài đức. Và dù tề gia hay trị quốc, trước hết đều phải tu thân, phải tự mình tu dưỡng, luyện rèn. Bởi vậy, quy định 08 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương mà Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 ban hành xuất phát từ yêu cầu công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay và có cơ sở từ truyền thống đạo lý văn hóa lâu đời. Quy định 08 yêu cầu cán bộ đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Gương mẫu thực hiện quy định số 01 ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Quy định số 55 ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Đối với địa phương, hiện mô hình ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực từng bước được thành lập kiện toàn. Có mô hình với các ban chỉ đạo mới sẽ là điều kiện cần, song chưa đủ. Việc quan trọng tiếp theo là kiện toàn các thành viên ban chỉ đạo, đặc biệt là lựa chọn vị trí thủ lĩnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương. Theo mô hình mới, ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ thuộc tỉnh ủy, thành ủy và người đứng đầu là bí thư tỉnh ủy, bí thư thành ủy. Nhưng bí thư tỉnh ủy, thành ủy được kiện toàn dựa trên chức danh của mô hình đã định sẵn, tức chọn chức danh hướng việc chứ không phải chọn người hướng việc. Như vậy ở đâu, khi người nào cầm trịch, bí thư tỉnh ủy, thành ủy hội đủ những phẩm chất của thủ lĩnh đầu tàu thì công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương đó mới được hướng lái, chèo chống đúng hướng. Cùng với đó là sự hợp sức trên dưới đồng lòng mới có thể đạt được kết quả hữu hiệu. Ngược lại, nếu bí thư tỉnh ủy, thành ủy sao nhãng, bản thân chẳng những thiếu kiên quyết phòng chống tham nhũng tiêu cực, lại để bản thân hoặc người thân dính chàm, để chủ nghĩa cá nhân ngự trị, thì ở đó công cuộc đốt lò sẽ ảm đạm, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nghiên cứu quy định về trách nhiệm giải trình tài sản của người thân trong gia đình. Thưa quý vị và các bạn, chiều 13 tháng 6, thảo luận tại hội trường về dự án luật thanh tra sửa đổi, đại biểu Đỗ Đức Hiền, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật nêu ra nhiều kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả công tác thu hồi tài sản.
Theo ông Hiển, chỉ thị số 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Trong đó, yêu cầu nghiên cứu bổ sung cho thanh tra viên thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm tham nhũng kinh tế. Chỉ thị số 04 cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong tỏa tài khoản ngay trong quá trình thanh tra. Vì thế, để tăng cường hơn nữa hiệu lực hiệu quả của công tác thu hồi tiền, tài sản nói chung, qua hoạt động thanh tra nói riêng, ông Hiển đề nghị bổ sung một số biện pháp ngăn chặn mà cơ quan thanh tra có thể áp dụng nhằm phòng ngừa nguy cơ tẩu tán tiền, tài sản. Theo đó, cùng với việc nghiên cứu giao trưởng đoàn thanh tra có thẩm quyền quyết định phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra, thì cũng cần nghiên cứu giao trưởng đoàn thanh tra có thể áp dụng cả biện pháp tạm giữ tiền, đồ vật, giấy tờ nếu có, căn cứ cho rằng đối tượng sẽ tẩu tán các tài sản này. Đối với tài sản là động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc bất động sản, cần nghiên cứu bổ sung biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng tài sản của đối tượng nhằm ngăn chặn hoặc tạm dừng các hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng tẩu tán. Bên cạnh đó, ông Hiển cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cho phép đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên thực hiện việc xác minh kê biên đối với tài sản của đối tượng thanh tra cần thu hồi. Các quy định này nếu được bổ sung cũng sẽ góp phần tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của đoàn thanh tra, thanh tra viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh. Tuy nhiên, do các biện pháp ngăn chặn hoặc các biện pháp nhằm bảo đảm cho việc thu hồi tài sản như đã nêu trên đều là những biện pháp nhằm đặt tài sản của đối tượng bị thanh tra trong tình trạng bị hạn chế quyền sử dụng, định đoạt, nên cần quy định trình tự thủ tục thực hiện chặt chẽ và có cơ chế tăng cường giám sát các cơ quan có liên quan. Về lâu dài, ông Hiển cho rằng cần nghiên cứu bổ sung các quy định trong pháp luật phòng chống tham nhũng về trách nhiệm giải trình đối với tài sản của người thân trong gia đình hoặc người có liên quan khi có cơ sở nghi ngờ những người này giúp đối tượng thanh tra tẩu tán, che giấu tài sản có được từ hành vi vi phạm pháp luật. Với tài sản tăng thêm mà họ không giải trình được hợp lý thì cơ quan chức năng được quyền khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền để có phán quyết về nguồn gốc của phần tài sản, thu nhập đó theo trình tự khởi kiện vụ án dân sự. Cách tiếp cận này cũng tương tự như cách tiếp cận trong pháp luật của một số nước về cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội mà các cơ quan có liên quan của Việt Nam đang nghiên cứu tham khảo. Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh.